Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube cũng như fanpage của Hùng Huyền Đông Anh. Ở video ngày hôm nay, Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu cặp loa rất đẹp mới về tại trung tâm. Đó là cặp loa Kenwood có model là 922AV. Đây là một cặp loa rất đẹp. Quý vị và các bạn đang nhìn thấy trước ống kính máy quay là cặp loa 922AV của hãng Kenwood. Loa được bố trí quá đẹp mắt với kiểu dáng cao. Vâng, kiểu dáng thon cao. Loa được thiết kế 1 bát 30, 1 bát 30, 1 loa chung, 3 loa chép và 1 loa siêu chép. Cặp loa này thì quý vị và các bạn bày biện rất đẹp ở trong căn phòng, cũng như có thể nghe đa dạng các loại nhạc. Kenwood 922 là cặp loa đẹp và được rất nhiều anh em yêu nhạc tìm mua. Với mức giá là 11 triệu đồng, quý vị và các bạn đã có thể sở hữu cặp loa Kenwood 922AV. Nếu quý vị quan tâm, xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Vâng, cặp loa này chắc chắn là sẽ được rất nhiều anh em yêu âm nhạc quan tâm, nên bác nào có nhu cầu sở hữu cặp loa Kenwood 922AV thì sớm liên hệ với Hùng Huyền Đông Anh để sở hữu cặp loa này. Đặc biệt tại Hùng Huyền Đông Anh có chương trình bán trả góp cho anh em yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Vâng, nếu quý vị quan tâm thì xin mời liên hệ qua số điện thoại 0984285477 để biết thêm thông tin chi tiết. Và tôi xin nhắc lại, cặp loa Kenwood 922AV giá 11 triệu đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh. Anh em quan tâm có thể đến xem hàng trực tiếp tại số 10, số 12, ngõ 24, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Hùng Huyền Đông Anh rất hân hạnh được đón tiếp